Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm món ổi xốc muối ớt. Ăn cay cay, the the, rất là giòn và ngon. Đặc biệt rất là dễ làm nha các bạn. Ở đây thì mình dùng hai trái ổi. Ổi của mình thì đây là loại ổi rất là ngon nha các bạn. Cái ruột của nó rất là ít hạt luôn. Mình ta gọi là ổi ruột đặc nha các bạn. Rất là ngon luôn. Và nguyên liệu tiếp theo này các bạn cần là một thìa muối tôm, một thìa ớt bột. Ở đây mình ớt bột Hàn Quốc nên cái màu của nó hơi bị đậm. Và một trái ớt tươi, hai thìa nước mắm và hai thìa đường. Bây giờ mình bắt đầu đi pha phần nước mắm đường. Mình sẽ cho hai thìa đường vào với nước mắm. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây hai thìa nước lọc. Mình đánh tan lên. Và bây giờ mình, sau khi mình đánh tan rồi, mình sẽ bỏ lên bếp, mình đun phần hỗn hợp mắm đường này cho nó sôi và nó kẹo lại một tí nha. Sau khi nó đun sôi thì mình sẽ để cho nó nguội này các bạn. Mình đã đun xong đó. Tiếp đến bây giờ mình sẽ đi làm phần ổi. Ổi thì mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Mình bỏ ra và mình bỏ cái phần cuốn và phần đầu đi. Cái ổi này nó rất là đặc nha các bạn. Nó chỉ có một tí hạt ở trong thôi. Bây giờ mình sẽ cắt thành nát mỏng vừa ăn. Mình sẽ lược bỏ cái hột ở giữa đi. Mình đã sắc xong, nhìn miếng ổ của mình rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi trộn gia vị vào nhé. Mình đây là phần nước mắm đường lúc nãy mình đã đun sôi và mình để nguội đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây một thìa muối tôm. Một thìa ớt bột. Và được một trái ớt mình thái lát ra nhé. Bây giờ mình sẽ xóc đều lên. Xóc cho thật đều nha các bạn. Món này để ăn ngon hơn các bạn là sau khi các bạn xóc, các bạn lắc cho ổi nó thấm đều gia vị lên. Rồi mình sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh tầm 2 đến 3 tiếng các bạn ăn rất là ngon. Bây giờ mình đã lắc xong rồi các bạn nè. Mình đã bỏ trong tủ lạnh 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình mới mang ra đó các bạn. Làm như vậy ổi của mình nó sẽ giòn, nó có độ mát nữa và độ cay nữa thì ăn rất là ngon nha các bạn. Mình đã thực hiện xong món ổi lắc muối ớt rất là ngon nha các bạn. Đây miếng ổi của mình các bạn nhìn nè, nhìn muối ớt của nó cay, ăn nó cay cay the the, nó có độ đậm đà của một xíu muối nước mắm, nó giòn nó ngon các bạn. Rất là ngon luôn. Đây là một món ăn vặt rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.